Ban tổ chức chúng tôi xin thông báo các trận thi đấu trên sân 2 sẽ diễn ra đến hết trận. Các trận bán kết hạng cân trên 78. Các trận thi đấu trên sân 1 sẽ diễn ra hết các trận tứ kết ở hạng cân 60. Sau đó là tổ chức sẽ bị giải lao. Xin lỗi các vị chưa.
Chúng ta tuyên bố một đội viên người thành phố Hồ Chí Minh đang trận trên sân một. Đối đấu tiếp theo với sân đôi Việt Nam và đội viên Hoàng Hiệp đơn vị Bình Thuận ra vùng trắng gặp Phạm Ngọc Tiến đơn vị Bình Dương ra vùng xanh. Lần nữa mà chúng tôi xin thông báo các trận thi đấu trên sân 2 sẽ diễn ra hết các trận bán kết của hạng cân trên 78 kg nữ. Trên sân 1 sẽ diễn ra hết tứ kết của hạng cân 60 Việt Nam, sau đó là tổ chức sẽ nghỉ trưa. Yeah.
chúng ta tuyên bố và đồng ý đã bị quân khu chính thắng trận trên sân một. Vì sao đội chúng ta và đồng ý Nguyễn Anh Hào đã bị đánh chê ra một sân đặt Hồ Hữu Thành cùng đồng cho một sân. Chúng ta tuyên bố và đồng ý đã bị Thanh Hóa đánh trận trên sân 1, xin lỗi trên sân 2. Trận bán kết mạnh cân trên 78 kg nữ và đồng ý Võ Nguyễn Phương Quỳnh đã bị đại lộ Vũng Tàu và đồng ý Nguyễn Thị Diễm Hương đã bị Sóc Trăng trên sân 2.